Chào các bạn, hôm nay là mùng 4 Tết, sinh nhật mình, mùng 5 Tết, sinh nhật bà xã mình. Nhưng mà thôi, hôm nay làm chung luôn cho vui các bạn ơi. Bánh kem sinh nhật này các bạn. Đây là con gái mình nè. Cảm ơn các bạn đã xem. Năm mới, chúc các bạn vạn sự như ý, an lành hạnh phúc, phát tài phát lộc.